Tuổi Đinh Mão 1987 hợp hướng nào? Hướng Đông Nam sẽ mang lại cho bản mệnh tinh thần tốt, sức khỏe mạnh, thi cử công danh gặp được nhiều may mắn. Hướng Đông Nam sẽ mang lại cho Nam Đinh Mão 1987 nhiều may mắn. Nam mạng Đinh Mão 1987 nên chọn hướng Bắc, sinh khí để thu hút nhiều may mắn, tài lộc, đường công danh sự nghiệp tốt đẹp. Hướng Đông, diên niên, bảo hộ cho các mối quan hệ tình duyên, gia đình thêm ấm êm, hạnh phúc. Hướng Nam, thiên y, tượng trưng cho sức khỏe tốt, gặp gỡ quý nhân, sống trường thọ. Hướng Đông Nam, phục vị sẽ mang lại cho bản mệnh tinh thần tốt, sức khỏe mạnh, thi cử công danh gặp được nhiều may mắn. Hướng tốt hợp tuổi nữ mạng Đinh Mão là Đông Bắc, sinh khí, giúp cuộc sống bản mệnh hưởng phú quý sang giàu vững bền, thăng quan tiến chức nhanh chóng. Hướng Tây Bắc, diên niên, củng cố các mối quan hệ tình duyên và gia đình bền chặt, hạnh phúc. Hướng Tây, thiên y, mang đến sức khỏe tốt và cuộc sống thuận lợi như ý trên mọi phương diện. Hướng Tây Nam giúp bản mệnh luôn có sức mạnh tinh thần to lớn, thi cử công danh đều tiến bộ rực rỡ.